Xin chào tất cả mọi người, chào mừng đến với cộng đồng, chào mừng đến với PDZ Chronos Capet. Sự giờ của chúng tôi đã chờ rất là lâu cho cái buổi hôm nay rồi. Và tôi đang mong rằng mọi người sẽ rất là thích cái giờ đây. Cuộc chiến của tôi sẽ đang muốn ra. Tuy nhiên là đây là con mốt mode bet. Đây là con mốt đánh bại hết tất con mốt. Con mốt hay nhất từ trước tới nay. Con mốt đã đánh bại được hết dòng lịch sử của PVZ mốt. Các PVZ mốt như Iglick chẳng hạn. Iglick bây giờ nó đã thành rác. Kể từ anh Clip 20 đã làm về giả thuyết về con game này. Nghe review rất nhiều về những cái thứ trong Iglick đây. Và anh ấy bảo anh ấy tôi cảm thấy rất là thất vọng về nó. Nên bây giờ tôi sẽ bắt đầu Chronos Capet đây để xem nào. Liệu họ còn đánh bại được hết tất cả. Đánh bại được. Đây có phải là con mốt hay nhất lịch sử không? Thì đúng rồi đấy. Con mốt hay nhất từ trước đến nay không? Thì chúng ta cùng xem đã rồi biết. Như cái lần trước chơi bản demo đầu tiên, bản chỉ có SCD Egypt, có 25 map như bình thường và có thằng Zombot. Nếu mà cập thứ hai, bản cập nhật độc quyền, chỉ có những người tải được mới để chơi được thôi, không phải được có thể crash. Và tôi đã phải chờ đợi rất là lâu trong cái thời gian này. Tôi đã phải hỏi Mysterious Persona về việc mốt bản này có bị crash không, và anh ta trả lời không. Và đúng là bản này chắc không bị crash được rồi. Cái lần trước cái thằng Shiguchan vừa nãy cứ phải cố gắng giúp cho người chơi được PZ EH V10 bằng được cơ, nhất là tôi luôn, cho cả Android 11. Tôi đã phải chứng minh là tôi thiết bị của tôi không chơi được, nhưng ta vẫn cố. Và bây giờ anh ta đã bỏ rồi Shiguchan đấy. Một người tôn trọng không mất cho bằng được rồi. Rồi tôi có những cái quá khứ gọi là cực kỳ sai lầm. Chắc chắn Shiguchan đã nhận ra một những sai lầm của mình trong những ngày hôm qua. Và tôi cũng vậy. Tôi cũng đã thay đổi rất nhiều thứ trong quá khứ rồi. Tôi đã thay đổi rất nhiều thứ về quá khứ rồi. Mình sẽ bỏ cái này, bỏ cái nọ, thêm cái nọ. Con tên của tôi dù chỉ là up clip, ngày xưa chỉ up clip không có tiếng, rồi đến bây giờ thì chỉ up clip có lịch trình, có tiếng. Cụ thể top 7 idol theo style mashup của bao người khác. Clip đầu tiên là clip hướng dẫn về PVZ Xbox, PVZ EH. Với những cái giai đoạn đầu, chúng ta sẽ không thể nào mua. Chúng ta sẽ không thể mua sớm được bonus ship. Chúng ta sẽ không thể mua được cái slot thứ 6 này được. Chúng ta sẽ phải chơi nhỉ? Chúng ta sẽ phải chơi gì nhỉ? Chúng ta sẽ phải chỉ thuê thôi. Chứ còn để có được nó thì phải chơi cực kỳ lâu mới có được. Đây là một hành trình dài và là một hành trình thú vị để khám phá những kỳ quan. Hàng thứ ba luôn là cái hàng gọi là phải đánh nhiều nhất đấy. Hôm nay là thứ bảy. Hôm nay là chủ nhật. Nên mọi người chúc mọi người một buổi bùng nổ nhá. Nhớ tôi bảo hôm nay thứ bảy bởi vì tôi đang quay vào ngày thứ bảy và up vào công chiếu vào ngày chủ nhật. Tôi để lịch trình kỹ càng rồi.
nếu tôi bị lệch thì tôi tự tử luôn, tôi nghỉ kênh luôn thì đúng hơn, tôi nghỉ kênh luôn. Luôn đang có bao nhiêu người gọi là đang ngủ gặp khi livestream chưa, xong bây giờ quên livestream xong, bây giờ mọi người phải đi ngồi đợi mãi cho đến khi stream xong rồi đến sáng mai thì mọi người tất cả mọi người đã ngủ gần hết rồi. Chẳng ai là người chịu nhiều nhất từ rồi, còn ai là không ai cả, ai cũng bỏ đi hết rồi, chắc chắn luôn. Ai ngồi mãi được? Tôi hay xem không? Một số buổi livestream mà tôi đi tôi hay xem mà tôi bị bỏ lỡ đây, tôi bỏ lỡ những cái phút cuối đây. Vì tôi ngủ gật thôi. Nhưng mà kinh Martini mà tôi buồn ngủ thật sự luôn. Nào, tiếp theo chúng ta. Ê mọi người, ở đây ai chơi PPS 1 không? Cho tôi xin hỏi là Survival LS của mọi người mấy, Survival LS của mọi người mấy flag rồi? Ừ, con này 390 nó còn đang vua nhiều lắm. Người chết thì tỷ lệ gọi là phải 0.001% thì mới có được người chết đấy. Nhưng cái đấy là phe UTTP thôi, chứ còn phe VNCH thì vẫn chưa tìm thấy đâu. VNCH thì đã nhiều người chết rồi, từ cái lúc mà Gaming TV hay up clip post và mọi người phốt thằng này bằng qua một video, và sau đó người ta đã chết. Tôi nói rồi, làm anti dễ bay nick lắm. Anti game gì thì sẽ bị bay nick cả thôi, nên đừng có anti nhá. Đây là chỗ trong level 3. Sẽ có 25, sẽ có 20 chương. Và mỗi trận là tôi sẽ làm, và mỗi tập tôi sẽ làm 10 trận thôi, cho nó cân bằng cuộc sống. Tất nhiên rồi, tôi sẽ kiểu cứ theo đây 10 xong một map thì tôi sang map kia, chứ không kiểu là xong một, xong 10 trận rồi tôi sang map kia, rồi sang map kia cho đến khi có hết cả mấy cái phần 10 trận đầu của map kia rồi sau đó tôi vào tôi lại đây. Không ngoan, đúng là hoàn hảo đấy. Trường ngày xưa gọi là phải 25 trận cơ mà, được bản demo chỉ 25 trận mỗi map thôi, còn bây giờ đây bản này đã có 20 trận mỗi map rồi, thế nó đã bằng ngang bằng với Adverse rồi đấy. Adverse tôi cảm thấy là nát, nát tay cực kỳ luôn. Nếu mà cái sẽ cập nhật mà Kinata Party tôi đã định bỏ luôn rồi thì tôi không chơi đâu, tôi không quay clip cho mọi người xem đâu. Lần trước quay clip bây giờ đầy video quá không xem hết được. Bị đầy video quá đây, không xem hết được đây. Nhưng mà cũng phải hạn chế thôi. Ai quay mắt người ta bắt đi được. Tôi thì đang sóc của tôi đã bị tụt xuống thành tụt xuống 5. Ví dụ tôi đã bị mất 5 sóc rồi đấy, chỉ vì có một thằng ăn sóc, sóc té xong rồi ăn sóc luôn. Tôi đã bảo cái thằng kia đó, tôi chỉ muốn nói rằng nó lấy những cái thằng, những cái thằng mà phản động cứ sóc xong rồi ăn sóc luôn là được người sóc còn hơn rồi. Nhưng mà vẫn dắt. Trời ơi, tôi có bị là tìm kiếm cái tình trạng này cho được bạn rồi. Đây là tìm kiếm này rồi. We'll be right back.
Chị tâm sự với ma chính ngươi và chị Vân. Anh chỉ đến như sau đó. Anh chỉ đến như sau đó xem có ai đấy ở đây không. Sau đó anh chửi. Rồi anh ấy ẩn luôn. Sau đó nói chửi bọn phản động luôn. Đó, những cái thằng phản động. Chửi gọi họ luôn. Khóa mõm rất nhiều giây. Nhưng ngày thực ra nhiều người toàn là khóa mõm nhiều. Trong khóa mõm ngoài thôi. Chân chung khóa một lần thôi. Mệt mỏi lắm. Sẽ sao nếu bọn phản động điệp danh nhở? Chắc chắn là kênh 390 sẽ không ẩn. Chắc chắn rồi, sẽ có những người kiểm duyệt của kênh 390 sẽ không bao giờ ẩn họ đâu. Thực sự điểm danh đấy, chứ không phải là nói bốc phét. Chứ không phải là cái do bọn phản động bốc phét đâu. Ngày nào cũng bốc phét. Cũng thấy chán mồm à. Mỗi 8 giờ tôi hay sang kênh 390 flag tâm sự và chiến đấu với bọn phản động. Đây lý do tại sao tôi không thể nào mà up. Đây lý do tại sao tôi sẽ để năm để chế độ áp phát 9 level special áp phát 9 event. Chứ up thường thôi. Rồi để tôi còn up clip nhanh. Có cái để công chiếu. Đỡ phải công chiếu theo thứ tự. Tôi muốn công chiếu theo thứ tự để cho mọi người đỡ bị nhầm lẫn. Và nhiều người trong công chiếu lẫn lộn lắm. Tôi không chịu đâu. Có lúc tôi phải công chiếu lộn. Công chiếu không theo thứ tự ngày ra mắt rồi đấy. Nên mình à, nhưng tôi đã phải cái đấy chỉ là một lần duy nhất thôi. Chứ lần sau đấy không có đâu. Tôi đã thề tôi sẽ không bao giờ công chiếu Dragon Syndicate 5 và Starway đó. Chỉ không thôi. Đến lúc để dùng con boomerang rồi. Nhà văn thể hiện không chịu được lâu nữa. Một ngày quá nhiều. Tôi từng phạm sai lầm. Khi làm YouTube có lúc phạm sai lầm như là quên chưa để giao diện. Cái đấy thì chỉ một ít lần thôi. Có lúc thì tôi không có thời gian. Như là hôm tôi đi ăn chẳng hạn. Cái lúc đấy đây. Lúc mà không có thời gian. Thank you.
quên mất là trưa nay em trưa thứ bảy này anh em không up một cái video gì, sáng nay anh ấy không up một cái video gì cả, chưa về thì anh ấy đã tôi đi về thấy buổi trưa thấy các thông báo 3:90 và đây bắt chỉ bắt đầu quay clip thanh trừng con một ngày thôi. Thì gọi là đi về tôi mới thấy rằng là 3:90 chưa quay cái gì cả. Sau đó đến một lúc sau là 3:90 360 rồi tôi lại quên nhầm 360 390 rồi. Cái flag 360 đây. Anh ấy sáng nay người không làm, lúc tôi đi học anh ấy không làm clip thanh trừng gì cả. Rồi tôi đi về sau đó đợi một lúc. Rồi sau đó cái lúc tôi đi về tôi thấy một lúc tôi đi về. Đó. Một lúc tôi đi học về thì tôi mới thấy anh ấy đã đáp clip rồi. Tôi đang mới mở điện thoại một tí tâm sự, mở điện thoại một tí sau đó đợi một lúc sau là 390 360 ạ, lại có clip thanh trừng. Trùng hợp thế chứ lại. Thứ năm. Đây sẽ có khoảng 5 map thôi. Không, 6 map đấy. Đủ dùng cho một cuộc chơi. Slot thứ 7. Không kê đặt sẵn. Tôi hay gọi anh ấy, tôi hay gọi Martini là người không bao giờ bù những cái giờ anh ấy đi muộn, stream muộn 30 phút. Còn cái vợ anh ấy stream đến 10:40 là chuyện trùng hợp. Chứ anh ấy thích thì like lấy thôi, chứ có bù đắt gì đâu. Lúc nào mà chả stream đến 10:30 Martini đấy. Anh ấy stream 11 giờ là cho thỏa mãn thôi. Vậy anh ấy bảo thôi, anh ấy thích thôi. Chứ có ảnh hưởng đến giờ ngủ của mọi người đâu.
đã phá được các trò tôi rồi. Ha ha. Impressive. Được của nó luôn. Tôi bán cái cho vui mồm thôi. Chứ còn bán cái martini anh ấy thì ban ngay. Không nói nhiều. Hề luôn. Đi đờ rát bây giờ à, luật chặt chẽ lắm. Cực kỳ cẩn thận, không để cho đối thủ vào sân, vào nhà. Lần này chắc sẽ phải dùng con băng rồi, không cách nào khác. Cắn được. Lần trước nó không cắn được đâu. Bây giờ con băng này nó cắn được rồi. Phản xạ nữa. Cô cầm bước đấy. Đi thời cơ cho con nhìn. Nhưng mà nó rất ăn hại như mình thường. Cần đây đấy. Không được. Vẫn chưa chết. Ui vẫn chưa chết. Mày ghê. Vẫn còn đỏ trong người.
chưa bị ăn một quả đen đuổi. Phần quét đã được mở khóa. Đây là Travelog ngày xưa. Chúng ta phải chơi cái này. Defend. Tôi đã có Snoopy chưa? Tôi chưa có Snoopy. Nhưng mà đã có Grey Buster rồi. Không thể lấy được con này. Không thể cầm con này sớm được. Chơi thấy cực kỳ là bẩn. Chơi có vẻ xấu. Nhưng không ai chơi như thế à? Last Man Standing. Tên cũng khá hay. Cũng khá chất. Cắn được. Vẫn cần được đẹp fan. Vẫn cần được đội hình. Chưa bị hỏng hóc cái gì cả. Ăn được như bình thường, cân được như bình thường, thế là tốt rồi. Hai con này mới là khá đáng gờm. Không, không, trời ơi, lại có chuyện, phải nói chuyện. Tôi chả muốn nói chuyện với ai đâu. Tôi cũng chỉ muốn chơi một người ấm nội yên bình thôi. Một người ấm nội yên tĩnh thôi. Nhưng mà cái gia đình tôi, bố mẹ tôi không bao giờ cho tôi yên. Chúng ta có gì? Có đúng cái nhịp. Travelog thì như ngày xưa. Cái dấu X thì nó hơi bị chậm. Còn cái bát tô Z thì vẫn chưa bỏ. Nhìn nó ngứa mắt thực sự luôn. Ước gì rằng là con mốt này
sẽ được cầu bát tôi ghét. Để tôi chơi cho nó đã tay một tí. Kẻ cắp làng mộ, một bộ phim được diễn bởi Alicia Vikander trong Lara Croft. Cũng hay. Đi cục kia đồng đều luôn. Hai con này đi cục kia đồng đều luôn. Cứ để họ lấy săn đi. Cho nó giàu. Sang. Năm cái. Em nhảy zone tôi chơi khoảng 5 trận thôi. Chứ còn chứ còn chờ rô nữa. Chắc còn đứng mất kiểu nào đấy. Thì tôi phải chơi 10 trận. Adventure phải chơi 10 trận. Thôi mà đã chứ ạ. Lấy luôn. Điểm thi đua của lớp tên mình. Tiếp theo sẽ là phần của mình. Đây là tôi sẽ tâm sự về điểm thi đổi lớp nhá. Và mỗi lần học tôi đôi khi cũng đi học một chút, nhưng mà tỷ lệ của nó là khá thấp thôi. Những ngày xưa thì cũng khá nhiều đấy. Nhưng bây giờ thì không còn thấp nữa. Chưa mà nói một học sinh thôi. Nên là thằng đi cũng đi muộn. Làm cho cả lớp tôi phải trừ một điểm. Con 9. Bây giờ là sao để. Bây giờ lớp tôi chả có được 10 điểm gì cả. 10 điểm đi mua gì cả. Chỉ vì không. Chỉ vì có một thằng ngày nào cũng học muộn. Cũng đi học muộn thôi. Thằng đấy mà nghỉ một hôm thì là ta có được 10 lớp tôi có được 10 điểm không đó. Ngày nào cũng bị vãi cả nhìn ra. Không, ra tôi không bực đâu. Tôi là thấy cho nó vui thôi. Tôi bực cho nó vui thôi. Chứ ra thì tôi cũng không bực đâu. Thì ra tôi báo lớp tôi bên này cũng là tôi bực. Tôi là bên thủy nhận nhất tôi mới là người được đấy. Thưa ra đối với tôi thì điểm số của chức đầu của người ta gì. Chúng tôi sống chết đến nào thì điểm số rất trẻ điểm số ơi. Còn lấy nghề shipper mới là chính. Cũng hổ cũng được. Chưa cố gắng nhiều thôi. 39 để tôi. Anh ấy là một xí nghiệp. Nghỉ 5 phút vào mỗi buổi tối để tâm sự chúng ta, để block mình cái thằng phản động, để ẩn những cái, để ban những cái thằng phản động. Không chúng phát triển gì cả. Không phải chúng rút lui luôn. Đợi một lúc sau chúng mới quay lại. Có thể đến ngày mai cũng được. Có thể là hôm nào cũng được. Cuộc chiến cực kỳ drama. Không biết là xí nghiệp tôi phải giỏi môn nào không nhở. Xí nghiệp là cần thiết việc giỏi môn nào vậy? Công nghệ à?
thấy anh làm công nghệ nó vui đấy. Dù tôi hơi khá kém môn đấy, nhưng mà môn đấy cũng vui. Chờ tôi một tí nhá, để tôi phải làm cái này đã. Ok, tôi quay lại rồi đây. Bây giờ thì vào game. Bây giờ thì tôi chưa thực hiện điện thoại luôn. Hôm nay khá ổn thỏa, khá bùng nổ. Thời gian chiến tích thì lâu, chắc có thể tha hồ thoải mái cũng được. Căn giờ tha hồ luôn. Hôm nay nghe tôi nói nên là có thể căn giờ tha hồ để làm đúng cho mọi người xem. Tôi phải căn gì lâu đấy, tôi mới làm được clip đấy. Chứ còn bây giờ mà đi rửa bát nói mà mấy cái đấy thì nó sẽ tự tắt điện thoại của tôi mất. Là tôi cũng phải tôi mới bị nó bị hết, cực kỳ là khổ luôn. Tôi đang hỏi về việc là thành kê rất up clip gì mà nó dài như vậy nhở, clip gì mà 600 tiếng mà không up lên video ấy nhở. Thành kê rất đây các bạn ơi, tôi có nghe Trần Quang Thành với Minh Trần Quang Thành anh ấy up từ clip gì mà dài như vậy nhở. Đừng bảo là kiếm tổng hợp cắt, tôi thấy cái này đi đã làm nhá, nghe nó hơi điên rồ đúng không, chắc chắn là không ai làm như vậy rồi, làm cái điên ngay. Ông cắt clip được 100 clip 24 tiếng rồi mà, clip Paper Mario 24 tiếng rồi mà, về luôn tôi mãi không tán. Hít quạt hít lại mỏi ở tay, trận sau sẽ là trận cuối cùng trong trận chiến này. Mummy Feel Gang Tour, mày đùa tao à game. Ba kim cương, tôi chẳng biết tôi đã đánh con Gang Tour nào nữa. Ý là game này nó sẽ cho nó sẽ cho kỳ nếu mà đánh được con năm hai con gang tua. Ok, ngon phết đây. Trận này đây, con boss đây, con khổng lồ đây, Sandit
with time. Yeah. Beat. Không phải là beat. Nên đánh, nên đập một cái bát cái mộ này còn hơn. Tôi cực kỳ tồi tệ khi làm khi xả cái mộ đấy. Perfect. Cái của ấy. Một thằng phòng thủ đã bị phá rồi. Làm chip mà có phải căn rồi là hơi mệt, là cực mệt đấy. Đừng đùa với căn rồi nha. Mãi mới đến được cái lá cờ thứ hai. Đây đây phá. Đùa tao à, game. Hãy
xong. Vậy là đấy là đây là kết thúc của cái clip này rồi. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại vào những buổi sau. Tôi cùng với các fan. Tôi xin dừng ở đây cho mọi người vì thời lượng video có hạn. Nên bye bye.